Ngày 24 tháng 11, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho hay đang tạm giữ Hồ Văn Hoàng Đăng, 19 tuổi, quê Trà Vinh, để điều tra việc nổ súng gây thương tích cho người khác và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 19 tháng 11, trong lúc nhậu tại một quán thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước, nhóm của Đăng đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Giang, 44 tuổi, quê Trà Vinh. Trong lúc xô sát, nhóm của Giang bất ngờ lao vào tấn công Đăng. Đăng móc súng bắn trả khiến Giang và một người khác trong nhóm đối phương bị thương. Nhận được thông tin, lực lượng công an thị xã Bến Cát nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến ngày 23 tháng 11, công an đã bắt được Đăng cùng 3 người khác khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Công an cũng thu giữ khẩu súng Đăng sử dụng bắn Giang bị thương. Công an thị xã Bến Cát đang củng cố hồ sơ xử lý Đăng cùng đồng phạm.